Nhận định trận đấu, soi kèo Croatia vs Italy, 2:00 ngày 25 tháng 6, bảng B Euro 2024. Trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 của bảng B vòng chung kết Euro 2024, Croatia sẽ có cuộc đối đầu với Italy trên sân Leipzig, thành phố Leipzig, Đức. Trận đấu được những chuyên gia đánh giá sẽ diễn ra với thế trận đôi công kịch tính và hấp dẫn. Song chiến thắng đang nghiêng về phía tuyển Italy. Sau khi nhận về gáo nước lạnh từ Tây Ban Nha với kết quả thảm 0-3 ở trận ra quân đầu tiên, thì mới đây Croatia lại tiếp tục gây thất vọng khi cầm hòa đối thủ yếu hơn Albania với tỷ số 2-2. Điều này cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic đang dần suy yếu và bộc lộ nhiều hạn chế như thế nào. Nếu muốn tiến xa hơn, họ cần phải chấn chỉnh lối chơi cũng như có những toan tính nhất định. Dẫu vậy, cũng đáng khen cho những gì Croatia đã thể hiện khi mà lực lượng đang dần lão hóa với những cái tên như Modric hay Perisic. Hiện đang có trong tay một điểm duy nhất sau khi cầm hòa Albania, thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic buộc phải chiến thắng Italy mới có thể nghĩ đến việc đi tiếp vào vòng 1/8. Tuy nhiên, đây là thử thách tương đối khó khăn khi đối thủ lần này được đánh giá vượt trội hơn họ khá nhiều. Bên kia sân, Italy thi đấu tốt hơn sau khi đánh bại Albania với tỷ số 2-1. Chỉ cần một kết quả hòa ở lượt trận cuối cùng thì họ sẽ chắc chắn xếp nhì bảng B và có được tấm vé vào vòng 1/8. Tuy có dấu hiệu sa sút nhưng nhà đương kim vô địch vẫn đang thể hiện được sức mạnh cũng như đẳng cấp của một ông lớn bóng đá châu Âu. So với Croatia, Italy vẫn được đánh giá mạnh hơn rõ rệt. Có được điểm số chính là nhiệm vụ bắt buộc dành cho thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti. Thậm chí họ chiến thắng càng đậm càng tốt, nhằm thị uy sức mạnh của mình. Tuy nhiên, cũng không thể xem thường đối thủ được khi mà cái dớp của Croatia khá lớn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Italy vẫn chưa có được một chiến thắng nào. Dự đoán tỷ số giữa Croatia vs Italy. Croatia vs Italy, 1-2.